Cho chậm hả? Chờ đến. Món gì vậy? Món gì vậy? À, bánh nắng. Bánh đậu xanh. Nhiêu mà trẻ giá giá dữ vậy? 3.000 chục hả? Rồi mà bán là nhiêu mà bán à. Rút cuộc là nhiêu? 30 ngàn. 30 ngàn. Vậy hả? Rồi chị lựa cho em hộp luôn. Dạ chừng nào? Chứ ngày mơ thôi, ngày mốt là dạy không được đó. Ừ. Cô để ngày mai để trong ăn mát 4-5 ngày là nhưng nó đã sơn rồi. Dạ này có nướng được không? Cái này mình bao nhiêu món? Bao nhiêu món? 20 loại. 20 lần hả? 20 vậy là lấy lựa cho anh này đầy đủ luôn 2 hộp. Dạ dạ. Hộp 10 loại đúng không? Dạ. Chưa. Lấy cho em 1 hộp 10 luôn. Hello. Được rồi. Đó. Để cho mình nói kêu nó lựa thứ ngấy đi, tự nó lựa mình bóc tóc luôn. Nhiều khi nó tay của mình nó dơ đồ, nó hư đồ của người ta. Em cứ bóc lại cho anh trước đi. Là 1 hộp là đi. 1 hộp 10 cái là 10 thứ. Dạ dạ rồi. Nó có màu tan đi. Ba tiền. Nhưng mà em đi qua cái gì đó. Cái này đem về đem đi đâu? Đem đi về. Không có về tới đâu á? Ủa Vĩnh Long nữa hả? Ờ, không hư. Chứ đem ra tới Hà Nội là hư à? Quên. Bà có 7 à? Rồi. Thôi bà con mình tập trung đây, mình đứng một dãy để mình kỷ niệm nhé. Há chặt lẻ thì nghèo nó liền.
liền rồi. Ai nữa nhào vô, nhào vô lẹ lên chụp gia đình mình nữa. Rồi, ai nữa chụp lẹ. Rồi. Rồi, bà ba vô với bà ba đi, chung với bà ba hết trơn đi, là bà bốn nhào với bà bốn chung. Đó, bà ba đúng không? Rồi, bà ba nha. Rồi, bà ba vô đây. Rồi, bà bốn đâu, nhào vô là nhớ bà bốn đâu. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Đi bà con ơi. Chơi đi xin không thật. Mới xin em hết năm rồi vậy. Mình có ở lại một chút nhé. Ủa, con. Qua bữa nay mình đi ăn cho về.
Vé bay là tự mua nữa nha. Giữ cái vé mình còn mận về nữa nha bà con ơi. Cẩn thận nón nha bà con ơi. Cẩn thận cái nón, cái bé. Bắt đầu gió bay, không bay thẳng mà bay bé nha. Rồi cắt cái bé là trong hòm nhỏ này. Cắt cái bé là nhỏ này để nó bay. Bay là mình phải tốn tiền mua được nữa. Chịu hiền hết chứ. Rồi đạo mình thẳng tiến qua chợ quê Cù Lao nha bà con. Đúng rồi. Bù lại những bất lợi trời nắng ngọt ngạt giờ từ những cái mát nha. Hai bà cháu mình làm chồng cái này. Gì áo đâu có vàng, căng mà kiếp căng thẳng dữ. Có kiếp áo mà căng thẳng dữ. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Đây, đây, đây. Rồi, tư. Đây là đầu cỏ phu nhu rồi. Rồi. Rồi.
Nhìn đây, nhìn đây, lên cái cây. Tắt. Rồi. Đây. Bên đây. Rồi. Sẽ dường thúc nó dữ hả? Tích làm chủ tàu luôn hay gì, gan sao ngồi dữ hả? Ngày đi nguyên ngày đi chơi, ngày đi à, tới nhà thôi. Càng hỏi nó càng rẻ lên xe mà có người hỏi là sợ. À mình lên tỷ ra kẹt thù lao nhé, kẹt thù lao à, của Tân Thịnh Tâm. Ok, đó mình bắt đầu rồi. Giờ đó chạy lên tỉnh Lục kiếm đồ ăn đi. Ờ, tới Lục ăn đi. Đây là tự do đó, mày muốn ăn, muốn sống lần cứ làm đi. Hết nhiệm vụ của em rồi đó. Dạ, lên đây bắt đầu tự mua, mua thôi đừng giành giật nha. Nghe cái mùi thơm khó chịu rồi đó. Đứng hơi chảy nước chảy đó. Mở cái chuồng này. Thơm đủ mùi luôn. Hay đợi tới năm sau quý vị. Ờ tháng sau nghe nó còn gần gần. Trời ơi vậy đó hả? Năm nay có vàng bán là ngon lắm rồi đó. Năm nay sắm vàng mệt chứ bán vàng xài sướng. Dạ. Bán vàng không xẻ luôn. Giờ mình đi bên tay trái trước đi. Đó mình không biết đi tay trái trước đi rồi lát mình quay trở lại. Cái này mùi mùi làm như cua nướng người ta. Bây giờ mấy đúng bây giờ 5 giờ đúng không? Cho tiếng hồ được không? Tiếng hồ ăn đủ không? 6 rưỡi không rồi? Là 6 rưỡi đòi chạy nha. Nè, cái mùi này nó bay tới dưới bên đò luôn. Nó tôm nướng, cua nướng nè. Nó bởi vì thèm.
có ai cản tôi không, chứ nó ghéo tôi dữ lắm rồi đó. Cái đĩa đó nó ghéo em kìa, có ai cản không? Hả? Nhà vô mình cứ ngắm nghía rồi nhào vô mình cứ ăn từ món ăn cho hết các món luôn ha. Mới bị gan sao xíu chưa? Dạ. Ruột gan sao xíu mà. Thôi vậy còn chỗ nào anh lựa nữa không hả? Không, để em lại em không có gì em đi em thích ăn cái này, ai ăn thích ăn thì đi theo ăn. Em thích cái ăn đu đủ, gỏi đu đủ. Gỏi đu đủ ba khi á. Cái quầy đó đâu rồi không biết. Đâu rồi cái quầy gỏi đu đủ ba khía đâu rồi? Đây có cơm lam nha, em miền Nam có món Bắc nha. Để mãi với mình không chịu làm. Mình của mình là nó còn rộng mênh mông. Mình mong mà không biết tổ chức. Mình mong mà không biết tổ chức. Ủa nào đó. Không e à. Ủa. Ủa cái quầy gỏi đâu ta? Dạ, lại gỏi đủ đủ mất tiêu rồi. Rồi cái bàn kia rồi quá. Cái này bánh khọt. Đâu quá không bánh khọt không? Có cái nem bì này ngon nè. Gỏi đu đủ qua giải này mà bên kia. Bên kia hả? Gỏi đu đủ giải bên kia. Ai muốn muốn theo thì theo à, muốn đi đi à. Hả? Đây món gì, đây món gì, ta đồ kia. Đó là phía đằng kia, đằng kia. Nghe một hơi đúng rồi. Cơm lam mấy chị. Này không có cơm lá sen. Ờ, nãy nước ốc đó, ốc đó là gì? Dùng gì đây? Hiện nay gì đây? Bánh nước hả? À, bánh... bánh bột lọc. Còn cái món này cũng được nè. Cái này ngon nè. Đó, cái món này món gì nè. Bắt quay là cái này. Rồi, làm luôn, làm luôn. Làm luôn, làm luôn. Rồi, rồi. Đây, chị bán gì chị? À, chị bán bánh đúc mặn hay là bánh đúc ngọt? Bánh đúc mặn. À. Bà con dùng dùng hộ. Rồi, bà con ơi vô ăn bánh bột lọc, bánh đúc. Rồi. Rồi, cái nữa nha, cái nữa. Rồi. Cho ba chị đi, ủa vợ em đâu rồi quý? Đi nè, đi kêu bằng kia rồi. Thank you.
Coi dân đói bụng ăn kinh khủng không kìa. Yeah. Cái này bánh bánh giá chứ không phải bánh cấm. À vậy hả? Bánh cấm là vô nó vô mình bọc vô. Dạ. Đánh đâu rồi? Đánh dạ. Năm 5.000 miếng vậy đó hả? Đó mà ăn rồi rồi. Anh hấp dẫn nha. Cái gì? Hai đứa ăn ngay. Vậy ăn nhiều món nha. Trời ơi. Mấy chủ chợ nghe nó ha, nó buồn thúi ruột. Dạ. Trời em. Mà chị lộn nha mẹ. Đi đâu hả? Có lỗi không? Có lỗi không? Quay, dưới nó quay nữa. Hello. À. Có. Dạ, cắm dẹp hả? Cắm dẹp được. Rồi cái món này mà rảnh ngồi, món này mới ngon nè, em ghiền món này nè. Chui chui nếp. Đó, cái món này là món em ghiền từ nhỏ luôn nè. Dạ. Đi tiếp. Chà, ăn cục này rồi no đâu ăn được món nào nữa ta. Này băng đắt không bà chủ. Món ăn cái món này ăn không ngán nè tên. Món này nè mới ngon. Cuba bánh cam nằm đâu rồi? Trời, có ốc rồi đó hả? Trời ơi, dạ thôi. Trời, em đang. Em tưởng văn cục xôi ăn ngon ghê. Em sẽ hấp dẫn mặt. Ngắm. Mất đọc đọc gì đây? Thích món gì? Nghĩa hả? Gọi nhau vô. Đâu? Mình dẫn vô câu cái gì? Ồ, bánh cục, bánh nát. Bánh cục. Bánh da lợn, bánh bèo. Ồ, bánh bèo này lâu lắm rồi mới thấy nè chị. Dạ.
con đại gia à. Lạ luôn. Dân thất nghiệp kìa, dân thất nghiệp kìa. Dạ mới ăn hết lâu cà na đó. Trà trà dứa thốt nốt, trà bưởi. Ăn được gì rồi? Trà đứng. Trà đứng. Đó. Trà chầm hãm. Trà đứng. Món gì vậy? Món gì vậy? À, bánh nắng. Bánh đậu xanh. Nhiêu mà trẻ giá giá chứ vậy? 3.000 chục hả? Rồi mà bán là như mà lúc một lại nhiêu? 30.000 một chục. Vậy hả? Rồi chị lựa cho em hợp luôn. 30.000 một chục. Dạ chừng nào? Chứ ngày mai thôi, ngày mốt là dạy không được á. Ừ. Để cho mang mát 4 ngày thì nó đã sơn rồi. Cái này mình bao nhiêu món? Bao nhiêu món? 20 loại. 20 lần hả? 20 vậy là lấy lựa cho anh này đầy đủ luôn 2 hộp. Dạ dạ. Hộp 10 loại đúng không? Dạ dạ. Rồi nè, hộp của em 10 nè. Rồi lấy cho em một 10 luôn. Hello. Rồi, rồi. Đó. Để cho mình nói kêu nó lựa thứ ngấy đi, tự nó lựa mình tóc luôn, nhiều khi nó tay của mình nó dơ đồ, nó hư đồ của người ta. Em cứ bóc lại cho anh trước đi. Là một hộp này nhiêu? Một hộp 10 cái là 10 thứ. Dạ dạ rồi. Nó có màu xanh. Ba tiền. Nhưng mà em mua cái gì đó. Cái này đem về đem đi nó có không? Đem đi đâu? Đem đi về. Không có về tới đâu á? Ủa Vĩnh Long nữa hả? À, không hư. Chứ đem ra tới Hà Nội là hư à? Về cái bỏ vô ngăn mát liền. Chạy ai chọc nó không? Đi về. Nó chờ nó chưa cũng xài dữ ha. Không, cái này sách gì không nổi, thành ra không có mua. À không có, ý là muốn mua ủng hộ nhưng mà cũng không sách gì nổi.
Từng sao qua nữa, từng sao qua nữa. Dạ. Cái này theo cái quảng cáo giới thiệu ở của cô Thu giờ lên đây nè. Mấy đời mà dễ mà thương con chồng thấy không? Quên tin vô coi. Bây giờ không thương thấy đó buồn. Đây, cô bán bánh đúc. Rồi cho hộp đây. Coi mấy hộp nè. Anh mang về hả gì anh? Dạ. Mà bây giờ ăn luôn nha. Bắp hầm đó hả?
ăn cho biết. Tám ơi, con lấy 83 hộp thôi chứ tám mua tới 50 ngàn nhiều lắm em. Giờ giờ vợ tám chữ tám không có thu nhập. Dạ mua người ta bán, người ta bán mà ta không chịu bán. Bây giờ con quên hỏi tám nè, bây giờ tám mua về quay cái vụ bánh đùm nữa. Dạ chưa, cái này mới biết nè, được từ tuần sau là giới thiệu cho bà con ăn. Bây giờ cái này là nó ngọt hay là nó mặn hay là sao? Là bột bắp hay là bắp gì vậy? Bắp trái của mình á. Bắp trái của mình hay gì hết trơn. Lớn là nhỏ là 3, là 4, là 5 lắm chứ. Dạ 4 người. Đâu 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 đâu. Đi chợ quê đến bắp cô ba gọi này là vườn ba hay gì hả? Cô ba gọi này là gì? Vườn ba hả? Rồi đây đây mà cái này là bắp cô ba mà cái này là mới biết, thành ra không biết là ngon dở, như hy vọng là chắc là ngon. Mà con mình ăn món này lạ nè, bắp đùm. Bây giờ tắt chỗ mẹ. Quay bên quay à, đi bán đây. Không ăn kìa. Đây, đó, anh này cũng ủng hộ nè. Đó, giờ ủng hộ mà mua về cho ai? Này chắc mua lót đường vô nhà quá. Nói bà chị thôi, mua về cho bà chị tôi nè. Không có nói về sợ cái đít bị sưng. Không có ý là mua bánh về lót đường. Dạ đang quay. Chị tôi. Chuyện này cũng nhanh rồi rồi. Rồi. Thôi xin phép đi nha. Dạ. Thầy ơi à, thấy cái nghề này tái ế tội nghiệp người ta. Sách thụ đi. Cái này là ghé quầy bánh của cô Thu tuốt đi hả? Dài tuốt dưới á. Cái quầy bánh cam á. Bà nói thôi đừng có trả. Dép á, nói dù đôi dép á, bà nói thôi nói mấy cổ đừng có trả. Dép gì? Dép đợi cô Sáu bị đứt dép rồi mượn cái phải cho luôn á. Bỏ trong đó thì cha nói ăn no chưa? Ủa ăn mà có uống không? Bởi vì nó mới khó chịu á. Ăn có uống không? Nó uống nước á chứ. Trời ơi nó nhẹ, em cầm cây quay mà nãy em muốn ngủi đầu luôn, hết chỗ máng luôn. Bữa nay tại lễ ở trên trên sóc trên kia, thành ra ở bên đây bị vắng, bình thường đây nghẹt nghẹt con ta luôn. Rồi bây giờ kiểm tra vé, cha còn sớm ở sớm trển nữa, mấy bà về xuống kìa, gom gom đây luôn ta. Còn chị Lan chơi mà Tư rồi trển còn trển á. Thôi mình sao? Đi đồng quê. Wow. Về
về Vĩnh Long. Đi đâu cũng nhớ về nhà, ăn bánh ăn quà cũng nhớ. Chuyện ngoan dữ ta, không dám ăn phở. Không dám ăn phở. Bữa nay là ở trên kia lễ lớn, thành ra ở đây bị vắng. Rồi mình cầm vé luôn, là đi kịp ra đò luôn. Xuống luôn, xuống luôn. Đò mình đi, anh tới, đi. Đi đi đi. Đi đi đi, dạ dạ. Đi 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 đi, đò mình đi. Kiểm tra cái vé. Có đâu đi đó. Hôm đó tôi đi chuyến nghe qua chắc này tôi mới qua tới nè. À đúng vậy nè. Rồi. Tại cậu đi trễ, ấy chú đi trễ. Bữa đó cũng đi nghe nghe lễ. Rồi. Lúc đó tao về tôi gửi cho tôi. Hết cái này bày kèo khác. Mới vừa chưa về tới nhà là có người ngủ đi chơi nữa rồi. À chị. Đi đâu? Chị Sơn, Sơn, anh làm gì Ngân Nha Trang Đà Lạt luôn kìa. Tôi có hẹn rồi mà. Anh tải cao, đầu anh nâng, tới cái đầu. Hello. Đi qua đây ăn bánh, xong rồi không có lên chụp hình. Ở đó là mê, mê ăn bánh, ấy mê chụp hình, rồi về qua đây mê ăn bánh. Kể em nghe coi. Ăn cái gì? Cái gì? Súp ta, súp thập cẩm hả? Súp hải sản. Hồi nãy mới rồi. Không phải cho bánh hồi nãy, không phải chứ chị đưa em nó kiểu như giống như bánh giá vậy đó mà nó không biết à, vậy hả? Hình như cái nhà mình nay ăn không hay uống trên, không ai thèm uống luôn. Mở em ăn xong em phải uống chưa chịu ngỏ mà nay em nhịn luôn. Là mua có chè bưởi nữa hả? Mà em thấy như bữa nay chị đi ăn chị bỏ anh đó luôn rồi. Chị rồi chị nói nay ăn no nó hết nó nên là luôn hả?
Cái gì ăn cái gì? Em tưởng ăn chép vậy to, xích ăn to. Xích ăn chép đi, lượng chép là dừa. Lượng chép nhiều dừa thôi, nhiều. Ủa chị có ăn gì không? Xuống đây mặc với chị vậy? Có nữa hả? Cái món mới vậy nha. Mới hành không chị? Mới hành hay gì? Ăn cái gì ngon không? Kêu tao hú lên, xúc nhau, cạn tạng các cái quán đó chứ. Rồi gọi bà kia này, em có anh này có gọi đu đủ tết. Rồi nhà này ăn cái gì? À ơi, có nữa hả? Kem hôm nay mấy món lạ em chưa được ăn luôn đó. À, hồi nãy no rồi đâu có ăn được gì, cái là tới thấy cái quầy bắp đùm, hỏi bắp đùm là gì, nó bắp đùm cái ông kia nó bắp đùm là đùm bắp. Bây giờ kêu ăn đâu có ăn được, thôi mua đem về. À, rồi ăn sao ngồi ngồi dẻo kẻo đi hả? À, tên cho ngồi hả? À, em tưởng nó ăn đi hết nổi chứ. Cái anh chị nãy làm gì ốc xong làm gì nữa? Bánh đùm. Ủa, ăn bánh đùm nè hả? Em chưa được ăn, em mua kìa mà. Tại no quá rồi. Ngon không? Mà ngon không? Mắt khớp, mắt lấy khớp hả? Rồi. Gốc phụ, gốc phụ được ăn cái bánh đùm. Mà ngon không? Cái đó ngon. Nó kiểu giống như nem lầu làm kiểu tiểu vậy đó. Dạ. Vậy là được ăn bánh đùm trước em. Em chứ rồi chứ cũng chưa hết nói nữa. Chứ này tại chủ yếu là qua kiếm gỗ mà không có gỗ. Rồi lên đằng này. Chắc gì có nghe lộn. Rồi chị Điệp ăn gì? Chị Điệp với Thám ăn gì? Trời ơi, những thiệp không có không có nói đá không à. Chứ tôi thấy mỏng dánh mà không ăn đủ thứ. Ừ. Ăn theo á. Chị vụ vụ cho ăn cái cho nó phì phì lên chút xíu. Rồi chị hả? Chị ăn gì? Không, hồi nãy em thấy bác ăn bánh gì mà ăn bánh đứng đường nữa. Bánh đứng đường. Bánh đớp hả? Bánh đơm hả? À, bánh đơm. Thấy ba bốn bà đứng ngoài đường em. Đó, bánh đứng đường ăn chung đó. Bánh... Ờ, bánh bột lọc ngon. Dạ. Bánh bột lọc à hả? Bánh bột lọc sao nhé? Ủa rồi ăn không kịp xuống đây ăn luôn đó hả? Trời ơi, vậy là đâu có nhiều. Dạ. Rồi cháu tụi nó ăn gì mà xuống đây chống có này không? Ăn được gì, có ăn được gì? Chưa đã hả? Rồi, chưa đã, không hẹn tụi ăn đòi gì nữa. Chưa ăn được gì? Cũng ăn bánh đứng đường nữa hả? Rồi cô nàng này nay ăn được gì? À, rồi ăn có nơi có chỗ không? Mày ăn bánh đứng đường nữa.
ăn đủ chỗ luôn á. Chú chiều nay em ế, thành ra bây giờ quay lại bù lỗ nè. Rồi có nãy điện thoại nha, bóp đồ đó nghe, móc ra móc vô mua đồ nãy giờ đó. Lấy cái áo cho lời đi. Chúng ta được khỏi cẩm mới ngon. Cảm ơn bác Tài. Nhìn mấy cô với chú. Nghe nhiều lắm. Yeah. Tạm biệt cô Lao. Tạm biệt cô Lao. Tạm biệt cô Lao. Hả? Trời ơi. À vậy hả? Vì coi cái này mô hình giống người vua Thái Lan hả? Tới luôn, tới luôn, tới luôn. Dạ. Tự nhiên đi đồng bằng lên ca bắn thưởng. Tiếp nở rồi. Hết thà hết rồi hả? Thời gian mà đi mà chưa kịp ăn, chưa kịp chơi nữa, đầu văn nghệ. Lát bận về đi đó, trên đường về đó, mặc sức rồi văn nghệ. Đó, rồi trên đường về. Đó, một lát tôi mở lên mà không hát là bị phạt đó. Dạ. Dạ. Rồi bên đây nghe vui mà con. Yeah.
Yeah.